Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Brook. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Brook sẽ chia sẻ với bạn về cách tạo liên khúc nhạc trong Professor Producer. Đây là một vấn đề được rất nhiều bạn quan tâm. Tuy nhiên, trên kênh Đỗ Bảo Nam Brook, mình chưa có một video chính thức nào chia sẻ chi tiết về vấn đề này. Và trong nội dung video này, Đỗ Bảo Nam Brook sẽ chia sẻ với bạn hai cách để tạo liên khúc nhạc trong Professor. Giả sử ở đây, mình vừa mở phần mềm Professor Producer và mình sẽ chia sẻ cách thứ nhất để tạo liên khúc nhạc trong Professor. Các bước bạn làm như sau. Đầu tiên, bạn hãy chèn hình ảnh vào Professor. Sau đó, mình sẽ chèn một bài hát thứ nhất vào cái slide vừa chèn. Để chèn nhạc, bạn click up vào slide, sau đó chọn slide sound và tìm đến cái file âm nhạc trong máy tính của bạn. Ví dụ file nhạc của mình nằm trong Music. Giả sử mình sẽ chèn cái file nhạc này. Để xem thời gian của file nhạc thì bạn có thể click chuột phải, chọn View, sau đó chọn Content. Thì khi đó bạn sẽ nhìn thấy chi tiết thời gian của file nhạc. Ví dụ bài hát thứ nhất mình chèn là có 12 giây. Mình sẽ Open. Và OK. Sau khi chèn nhạc vào cái slide này, mình sẽ điều chỉnh cái thời gian của slide sao cho tương ứng với thời gian của bài hát. Ở đây mình sẽ điều chỉnh thời gian là 12 giây. Và bây giờ mình có thể mở xem. Tuy nhiên là khi mà tạo liên khúc nhạc, nếu như chỉ có hình ảnh như vậy thì liên khúc của bạn có vẻ như hơi nhàm chán. Và mình sẽ tạo một cái hiệu ứng tuyết rơi hoặc hoa rơi vân vân cho cái liên khúc này. Thì mình đã có một video chia sẻ về vấn đề này. Và bây giờ mình sẽ chèn nhanh một cái hiệu ứng tuyết rơi vào cái slide này. Mình click nút vào slide. Sau đó trong box layer mình sẽ click vào Add. Chọn Solid Color. Và ở đây mình sẽ chọn màu trắng. Và cái kích thước ở đây mình vẫn để mặc định. Nhấp vào OK. Và click chuột phải vào cái color mình vừa chèn. Chọn S Marking Layer. Và chọn S Image or Video. Sau đó, bạn tìm đến một cái video background mà bạn đã tải về. Giả sử ở đây mình chèn cái video sound này chẳng hạn. Open. Sau khi chèn video background xong, bạn nhớ tích chuột ở nút video until end of slide để nạp lại cái background khi mà nó kết thúc. Sau đó mình sẽ nhấp chuột OK. Như vậy mình vừa tạo một slide tương ứng với một bài hát. Và bây giờ mình sẽ copy cái slide này sang một chỗ khác. Và bây giờ mình sẽ chèn một bài hát khác vào đây. Mình sẽ click đúp. Chọn slide sau. Và mình xóa cái bài nhạc thứ nhất đi. Chọn bài nhạc thứ hai. Add sound file. Bài nhạc thứ hai bạn ý có độ dài là 13 giây. Open. OK. Và đây mình sẽ thiết lập thời gian cho bài hát thứ hai là 13 giây. Và tiếp tục mình sẽ copy thêm một cái slide nữa. Và mình sẽ thay nhạc. Mình click vào Browse. Add sound file. Sau đó chọn một bài hát. Giả sử mình sẽ chọn bài hát thứ ba có độ dài 12 giây. Ở đây mình sẽ không cần phải chỉnh sửa cái thời gian này nữa bởi vì nó đã là 12 giây rồi. Và mình sẽ paste thêm một cái slide nữa để chèn bài hát thứ tư. Bài hát thứ tư có độ dài 20 giây. Open, OK. Và ở đây mình sẽ điều chỉnh thời gian là 20 giây. Ở trong video này mình chỉ chèn demo một cái đoạn nhạc ngắn. Trong trường hợp các bạn chèn một bài hát đầy đủ thì bài hát của bạn sẽ khoảng 3 đến 5 phút và bạn phải quy đổi ra giây, sau đó nhập cái thời gian của các bài hát vào phía dưới slide này. Giả sử ở đây mình sẽ chèn 4 bài hát, có nghĩa là liên khúc của mình sẽ có 4 bài hát. Bây giờ mình sẽ xem thử. Ở đây mình có một đoạn intro. Thank you.
Hết bài hát thứ nhất. Và mình sẽ thoát ra. Trong trường hợp bạn muốn hiển thị tên bài hát cho cái liên khúc này, thì giả sử ở đây mình sẽ click đúp vào cái slide bài hát đầu tiên. Và trong phần caption, mình sẽ add thêm một caption mới. Và bạn nhớ là phải bật cái bảng mã là VNI Window. Giả sử ở đây mình sẽ viết danh sách bài hát. Sau đó mình sẽ căn chỉnh. Ví dụ mình căn về phía bên trái. Tiếp theo mình sẽ thêm một bài hát. Bài hát. Tên bài hát thứ nhất. À, mình sẽ điều chỉnh 4. Bạn có thể điều chỉnh chính xác kích thước ở trong phần position. Ví dụ ở đây mình điều chỉnh thành 14. Và đây mình vẫn điều chỉnh thành 4. Ví dụ mình cho là 24 đi. Ok. Thì như vậy mình đã chèn tên của bài hát thứ nhất vào slide đầu tiên. Tuy nhiên là các slide tiếp theo này lại không có bài hát. Và mình muốn là tất cả các slide này đều hiển thị danh sách các bài hát. Và đến slide nào thì sẽ hiển thị rõ cái bài hát của slide đấy. Thì mình sẽ vẫn chèn toàn bộ các bài hát vào slide này đã. Mình sẽ thêm một bài hát tiếp theo. Bài hát thứ hai. Thêm tiếp một bài hát nữa. Bài hát thứ 3. Và thêm tiếp một bài nữa. Bài hát thứ 4. Ok. Thì như vậy là coi như mình đã chèn xong danh sách bài hát vào cái slide đầu tiên này. Và mình lại click đúp vào đây. Để chèn hiệu ứng cho chữ, thì đầu tiên bạn hãy click vào chữ cần tạo hiệu ứng, sau đó click sang tab Filter. Và trong tab này, giả sử mình không tạo hiệu ứng, do vậy mình sẽ chọn No Filter cho tất cả các mục này. Tương tự, các tên bài hát cũng vậy, mình sẽ chọn là No Filter. Nếu bạn chọn ngay từ cái text đầu tiên, thì tất cả các text sau nó sẽ tự động chọn cái lựa chọn ban đầu của bạn. Ok. Và mình sẽ phát demo cho các bạn xem. Khi bạn xem video vừa rồi thì bạn đấy chỉ cái slide này có tên bài hát, mà các slide tiếp theo không có tên bài hát. Trong trường hợp bạn có rất nhiều cái bài hát như thế này thì bạn gõ sẽ rất mất thời gian. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn một cách để copy toàn bộ text này sang các slide mà bạn muốn. Giả sử mình sẽ chọn 3 slide này để copy text từ cái slide này sang. Thì bước thứ nhất là bạn phải giữ phím Ctrl, sau đó chọn các slide cần copy. Bạn click đúp vào slide có text. Và ở đây click chuột phải vào dòng text, chọn copy to. Ở đây mình sẽ chọn là selected slide, tức là copy đến những slide mình vừa chọn. Trong trường hợp mà bạn copy to all slide, có nghĩa là tất cả các slide đều có. Tuy nhiên thì slide đầu tiên mình không cần copy, do vậy mình sẽ chọn selected slide.
và mình sẽ click vào OK. Thì bạn thấy ở đây 4 slide đều đã có tên bài hát. Và mình mở demo để các bạn xem thử. Tiếp theo, một số bạn lại yêu cầu là khi mà đến bài hát nào thì tên bài hát đó nó sẽ in đậm và các bài hát khác thì sẽ được mờ đi. Thì trường hợp này bạn sẽ chỉnh trong từng slide. Ví dụ trong slide thứ nhất chính là bài hát thứ nhất, thì bài hát này mình vẫn để nguyên. Nếu các bạn muốn cho chữ đậm thì trong tab Caption Setting bạn có thể chọn chữ đậm, và các bài hát khác bạn chỉnh cho nó mờ đi. Ví dụ trong phần Opacity mình sẽ điều chỉnh xuống khoảng tầm 30%, thôi 50% đi. Bài hát thứ ba cũng vậy, mình sẽ chỉnh cái opacity xuống 50%. Sau đó nhấp vào OK. Bạn bây giờ có thể xem demo. Thì khi xem như này, bạn thấy bài hát đang được hát đó là bài hát thứ nhất. Còn các bài hát sau có nghĩa là chưa được phát. Mình sẽ chỉnh sang slide thứ hai. Trong slide này thì cái bài hát thứ nhất mình sẽ cho nó mờ đi bằng cách chỉnh cái opacity xuống còn 50%. Bài hát thứ hai mình sẽ cho chữ đậm. Và bài hát thứ ba và thứ tư mình cũng điều chỉnh giảm cái opacity xuống. OK, mình chỉnh nhanh đến các slide tiếp theo. Cái này mình cũng điều chỉnh 50. Bài hát thứ ba ở đây mình sẽ cho chữ đậm. Và bài hát thứ tư mình sẽ chỉnh 50. OK. Vào slide cuối cùng. 50 và đây cũng là 50, và cái bài hát cuối cùng ở đây mình sẽ điều chỉnh chữ đậm. OK, và bây giờ mình sẽ xem demo từ đầu. Mình sẽ tắt đi. Như vậy là vừa rồi mình vừa chia sẻ với bạn cách thứ nhất để tạo nên khúc nhạc trong Brosoul Producer. Trong trường hợp mà bạn muốn tạo hiệu ứng cho text thì bạn hoàn toàn có thể tạo trong cái phần filter này. Tuy nhiên ở đây mình sẽ không tạo hiệu ứng và mình sẽ làm nhanh cho các bạn. Mình OK. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với bạn cách thứ hai để tạo nên khúc nhạc trong Brosoul Producer. Giả sử ở đây mình sẽ xóa 4 cái slide này đi. Và bây giờ mình sẽ chèn lại một slide vào. Và mình cũng xóa nốt cái phần intro này đi để các bạn xem nó ngắn hơn. Để chèn nhạc vào slide theo cách thứ hai này, bạn click vào cái phần soundtrack ở dưới cùng của giao diện. Sau đó trong phần soundtrack này, bạn click vào add, chọn add sound file. Ở đây bạn có thể thêm được rất nhiều bài hát. Bạn có thể chọn 2, 3 hoặc nhiều bài hát tùy theo ý muốn. Sau đó click vào Open.
Thì như vậy bạn thấy có 4 bài hát đã được chèn vào sao chép này. Bạn chỉ cần nhấp vào OK. Tuy nhiên, khi tạo liên khúc theo cách này thì bạn cần phải tính toán được cái thời gian của tất cả các bài hát. Giả sử bây giờ mình sẽ mở cái thư mục chứa các bài hát mà mình vừa chèn. Đó là thư mục này. Thì bạn thấy ở đây có 4 bài hát và mình chỉ demo các đoạn ngắn với khoảng 10-20 giây thôi. Ở đây 4 bài hát này có thời gian là 57 giây. Bạn tính 12, 13, 12 và 20, tổng vào là 57 giây. Thì trên Pro Show bạn sẽ chỉnh cái thời gian này khoảng 57 hoặc 58 giây tùy bạn. Ví dụ mình chọn 58 giây. OK. Thì bạn thấy ở phần sao chép phía dưới, hết bài hát thứ nhất sẽ đến bài hát thứ hai, bài hát thứ ba và đến bài hát thứ tư. Bây giờ mình sẽ tạo một cái hiệu ứng tuyết rơi cho nó. Mình sẽ làm nhanh. Khi bạn chèn background, bạn nhớ tích vào loop video until end of slide. OK. Và bây giờ mình sẽ mở demo để các bạn xem. Thì như bạn thấy theo cách này, mình chỉ cần sử dụng một slide duy nhất và bạn chèn nhạc vào cái phần sao chép này. Khi bài hát thứ nhất kết thúc thì bài hát thứ hai sẽ tự động được phát. Và cứ như vậy, nếu bạn muốn chèn nhiều bài hát thì các bài hát sẽ được phát lần lượt. Tuy nhiên theo cách này bạn nhớ là điều chỉnh cái thời gian này tương ứng với tổng thời gian của các bài hát. Và như vậy video vừa rồi, Đỗ Bà Nam Blog vừa chia sẻ với bạn hai cách để tạo nên khúc nhạc trong Pro Show Producer. Nếu bạn có những câu hỏi cần giải đáp, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này để được hỗ trợ. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bà Nam Blog. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bà Nam Blog, bạn hãy click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và nhận thông báo khi có video hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích khác trên kênh Đỗ Bà Nam Blog trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bà Nam Blog và truy cập vào website dobanamblog.com. Tại website này, Đỗ Bà Nam Blog có rất nhiều thông tin hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thuật thuật máy tính, style pro show, producer, v.v. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.